Mới đây, đại diện Đường sắt Sài Gòn cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, công ty tổ chức thêm nhiều tuyến tàu và nhiều chỗ để phục vụ cho hành khách. Tuy nhiên, ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách không mua vé tàu Tết Nguyên đán 2024 qua trung gian như là cò mồi, chợ đen, mạo danh, nhân viên đường sắt. Cụ thể, công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tăng cường thêm nhiều tàu dịp Tết Nguyên đán năm 2024 công ty tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và ngược lại. Từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi về thành phố Hồ Chí Minh và nối thêm toa tàu với hơn 4.000 chỗ. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé đi tàu, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nhiều thông tin về việc mua vé và giấy tờ khi lên tàu. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian, cò mồi, chợ đen, mạo danh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt mua trực tiếp tại các cửa hàng bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của ngành đường sắt, mua qua các ứng dụng điện tử, tổng đài bán vé để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi hoặc vé không có giá trị đi tàu. Ngành đường sắt cũng cho biết sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu